kính chào quý vị. Mở đầu bản tin là tin về bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vị trí tâm bão số 7, Pakha, ở cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 810 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 cho đến 35 km một giờ. Chiều mai, tâm bão đến bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Cường độ mạnh nhất là cấp 10 giật cấp 13, sau đó bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới đông bắc Việt Nam, Quảng Tây Trung Quốc. Sau đó lại suy yếu thành một vùng thấp trong khi đó, áp thấp nhiệt đới hiện đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến chiều mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa khoảng 190 km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp 6 trở lên là các khu vực. Thứ nhất là phía bắc vĩ tuyến 16 độ bắc, phía đông kinh tuyến 111 độ đông. Thứ hai, từ vĩ tuyến 11 đến 16 độ bắc, phía tây kinh tuyến 115 độ đông cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Đồng thời, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Trong khi đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nên vùng phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và rông mạnh. Bão và áp thấp ở ngoài khơi xa nhưng ảnh hưởng của nó đã tác động đến thời tiết trên đất liền. Trước hết là gió Tây Nam bị hút vào tâm áp thấp và tâm bão nên hoạt động mạnh lên với cường độ trung bình đến mạnh. Chính vì vậy mà khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới sẽ có mưa rào và rông ở nhiều nơi, đặc biệt là khoảng thời gian chiều tối, lúc gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nhất. Không loại trừ khả năng có thể xuất hiện mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức đề phòng. Ban ngày tại khu vực vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Với các tỉnh miền Trung do chịu ảnh hưởng của giải mây rông đi ngang qua khu vực, nên trong ngày mai miền Trung sẽ tiếp tục có mưa rào và rông. Mưa sẽ tạm giảm trong ngày 28, ngày thứ hai đầu tuần tới, nhưng sẽ tăng trở lại trong ngày thứ ba và tập trung chính tại các tỉnh thành phía Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nên người dân đến khu vực này cần hết sức lưu ý. Về nền nhiệt độ, Mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành Trung Bộ cũng đã giảm hơn thời kỳ trước. Nhiệt độ cao nhất ngày trong 3 ngày tới trên hầu khắp khu vực phổ biến giao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Riêng khu vực phía Bắc, từ ngày 29 mưa tăng hơn nên nhiệt độ cũng sẽ giảm từ 1 đến 3 độ. Còn tại miền Bắc, cuối tuần là thời điểm hoàn lưu sau bão số 6 tan hẳn. Bão và áp thấp nhiệt đới ở xa nên khu vực đã giảm mưa, chuyển nắng, thuận lợi cho các hoạt động giao thông sinh hoạt và khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua. Trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong ngày mai, nên nhiệt độ trên khu vực cũng sẽ tăng hơn so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất ngày trên hầu khắp khu vực phổ biến giao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi nhiệt độ trên 32 độ. Sau đó, từ khoảng ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiều khả năng các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tiếp theo với nhiều nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Mưa sẽ bắt đầu từ các tỉnh thành phía đông như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và lan rộng toàn miền Bắc từ ngày thứ ba. Trong cơn rông cần đề phòng thời tiết cực đoan đi kèm như tố lốc và gió giật mạnh, đồng thời nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở và vùng núi cao bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin khép lại tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị